Mau thả con tin ra. À, không được lại gần. Đừng có đùa với tao. Mau bỏ vũ khí xuống và thả con tin ra. Nếu không tôi sẽ bắn. Mi dọa nhầm người rồi. Đâu, bắn đâu? Đây, bắn đây. Vùng vùng. Tao đếch sợ. Mau chuẩn bị 1 triệu đô cộng 1 tàu vũ trụ để tao rời khỏi đây. Nếu không tao xiên. Tình hình không ổn rồi. Hắn manh động quá. Mau gọi người thương thuyết đến đây. Nhanh lên. Ra. Sao anh có mặt nhanh vậy, Mr. Huy? Ha ha, vì tôi không có mặt trận. Hắn rất manh động, hãy cẩn thận. Hãy để đó cho tôi. Đứng lại, không được lay gần. Ngươi làm gì vậy? Ông bảo tôi đứng lại, chứ có bảo tôi đứng yên đâu. Mặc xác ngươi, đừng có lằng nhằng với ta. Mau mang tiền và phương tiện đến đây. Con tin tên gì? Tôi tên Khang. Đấy, Khang thấy tác hại chưa? Vì Khang mà bây giờ phải tốn 1 triệu đô. Rồi móc đâu ra tàu phi thuyền? Nhanh, đừng có trêu đùa với sức kinh nhân của ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Mau triển khai phương án B. Phương án B là gì vậy? Đây là phương án B. Sao tôi không hiểu gì? Giả vờ hiểu đi. Hãy chứng minh cho hung thủ thấy cách làm việc và xử lý của chúng ta rất chuyên nghiệp. Điều này vô hình chung sẽ tạo áp lực rất lớn đến tâm lý của hung thủ. Tôi hiểu rồi. Mau thực hiện phương án B. Do chúng bắt định giờ cho gì? Chúng tôi chỉ làm màu thôi, không có gì. Bây giờ chúng ta hãy tâm sự với nhau như hai thằng đàn ông được chứ? Ta không muốn nói chuyện trò gì hết. Khi giao tiếp sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi sẽ có thể giúp anh có được tiền và phi thuyền. Thiết nghĩ điều này không phải tốt hơn sao? Đừng hòng giở trò, ta biết bánh khóe của ngươi rồi. Vậy được thôi. Ngươi làm cái trò khỉ gì vậy? Nếu tiếp tục hành vi, anh sẽ bị bắt, bị vào tù. Nặng hơn, có thể bị tử hình. Bùm bùm. Ta cóc sợ, dám giỡn mặt với ta. What? Để ta gửi cho ngươi một món quà. Tay trái hay tay phải? Anh còn nhớ The Lagoon Boy, bộ truyện tranh mà anh thích nhất chứ? Ta mít thì hoài. Đã đến nước này thì cái mèo gì vậy? Hà mê hà mê hà. Ta nhớ Son Goku thật phi thường. Ta ước có thể. Chào đại, hãy bỏ vũ khí xuống và đi thôi. Đi đâu vậy thần tượng của tôi? Frieza đại đế và đội quân của hắn đang xâm chiếm địa cầu. Chúng ta hãy đi giải cứu trái đất thôi. Nhưng tôi không có sức mạnh. Đừng lo, cậu là chiến binh của dòng tộc Óc Hợi. Tôi sẽ giúp cậu biến thành siêu say hợi. Nào, đi thôi. Đừng hòng anh lừa ta. Tiền khủng là mình đi mất cảnh giác. Phải đấy, anh nên tập trung vào chuyên môn. Cầm đây. Tên này đúng không phải dạng vừa. Hay để tôi bóp cò một phát, thiếu con tin luôn. Không được. Như vậy thì hết phim mất. Tôi đã có cách. Không hổ danh là đại vô danh. Rất thông minh và cảnh giác. Ngươi quá khen. Ngày xưa ta cũng từng đi thi học sinh giỏi, được giải nhất cấp quận đấy. Cô giáo rất tự hào về ta. Tôi biết rõ điều đấy. Biết thì sao? Hả? Cô Hà chủ nhiệm. Đấy,
cô xem. Học sinh giỏi của cô đấy. Giờ sao? Thành đạt chưa? Trở thành người có ích cho xã hội chưa? Đại, em đang làm cái gì vậy? Cô Hà, cô khỏe chứ? Sao em mới chỉ ra trường có vài năm mà mắt cô kém đi nhiều vậy? Em đang bắt cóc con tin nè. Cô nhìn rõ mà, ý cô là sao em lại hành động như vậy? Vì em không hành động như kia. Thôi tôi về đây, sắp có tiết dự giờ. Ấy ấy, một lần nữa thôi, chăm sóc giờ cô. Đại, hãy nghe cô, quay đầu là bờ. Ai ngờ là vực. Thôi dẹp đi, cô trò gì với cái thằng này nữa, phắn đi. Giờ chỉ còn cách cuối cùng. Bùm. Hả? Cẩn thận con tin. Không. Mr. Huy. Sao anh lại làm vậy? Anh luôn nhớ rằng sự an toàn của con tin là quan trọng nhất. Tôi nhớ rồi. Phương án cuối cùng. Chúng đạn mà ngươi không đau sao? Tao đau chứ. Tao đau lắm ngươi có biết không? Ta phải nén cơn đau lại. Chứ bình thường chúng đạn là vô hòm luôn rồi. Nhưng giờ nếu ta nằm xuống thì ai sẽ cứu con tin? Khán giả sẽ không còn phim để xem nữa. Thì ra là thế. Tình nào là tình chẳng mơ phải tháng năm. Vậy phương án cuối cùng của ngươi là gì? Cầm đấy. Sao không được bắn bừa phứa đâu đấy? Tôi nhớ rồi. Sao tôi sẽ chỉ bắn bằng mồm thôi? Tôi biết anh là một người trọng tình nghĩa, là một người con hiếu thảo. Trong thâm tâm anh luôn hướng về gia đình. Hãy thử nghĩ đi, nếu ba mẹ anh nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ buồn biết mấy. Người im đi, họ sẽ không biết được đâu. Gia đình ta đang ở quê, họ luôn tự hào về ta. Đấy, con trai anh chị kìa. Thấy cầm dao chưa? Đang đòi 1 triệu đô tiền chuộc, cộng phi thuyền đi ăn 3 vạn đấy. Sướng nhà, đẻ thằng con mắt lòng mắt dạ chưa? Đấy, bố mẹ anh đang tự hào về anh lắm kìa. Ôi giời đất ơi, cái thằng 3 vạn nghịch tử kia. Tao nuôi mày lớn bằng ngần nay rồi, cho mày ăn, cho mày học. Thế mà bây giờ mày cầm dao đi, mày bắt nạt trẻ con thế kia. Cháu 20 rồi nhớ, trẻ con bao giờ? Nín, khi nào cô cho nói thì mới được nói. Mỏ hôn cô vả vỡ tan miệng đấy. Trời ơi con ơi hả con, sao lại bôi cho chất cháu vào mặt bố mẹ thế hả con? Sao đòi con 1 triệu đô ít thế? Mất công đoàn về hẳn 10 triệu đô đi. Về xây biệt thự rồi mua G63 đi chơi phố. Vậy tôi cần 10 triệu đô, mẹ tôi dặn thế. Ok nhá. Thôi ở đây lượng oxy bắt đầu giảm rồi, mời chị về cho. Ừ cái con khỉ, phát đi. Đấy, con trai ông đấy, ông trắng mắt ra chưa? Các cụ bảo con hư tại mẹ không sai tí nào. Nghĩ nó choáng. Má, mày nghe thấy chưa? Cái chổi đâu rồi, cái chổi đâu rồi? Thân tặng. Ui, ông bà tổ tiên ơi, ra mà xem lại, cháu đích tôn đấy. Mẹ, mẹ nhìn thấy chưa? Hồi nhỏ mẹ chiều nó cho lắm vào. Cháu hư tại bà không có sai tí nào. Chó nó lên thành phố làm ăn mà giờ nó mất dạy thế này đây. Thằng này biến. Ôi, ôi xin lỗi, ôi con sai rồi. Ôi. Sai à? Mày về đây, mày về đây cho tao một trận. À rúa tòng, đuôi đòi xí sớn, lưu manh giá danh kiến thức. Bè nhau mặt vào tường, bè nhau mặt vào tường. Ông chua là người gọi. Thằng kia đứng ai? Bọn anh vừa vất vả lao vào biển lửa để cứu cậu mà một câu cảm ơn không có là thế nào? Phải đấy, ở đâu ra cái kiểu sống bạc tình bạc nghĩa thế hả? Chả nhẽ vừa nãy anh lại không đỡ cho viên đạn thì bây giờ người nằm xuống ở đây có phải là cậu không? Em biết sai rồi, em thật tân cảm ơn mọi người. Thôi khỏi, dẹp đi, dỗi rồi. Cảnh cuối biến. Ở đâu có biến, ở đó có Mr. Huy.